Xin chào, tôi giới thiệu đến bạn một loài vật gặm nhấm siêu dễ thương nhất hiện nay, đó là chinchilla. Và nó đang được đựng trong chiếc hộp mang theo tình yêu của Tiun về một tương lai tươi sáng cho động vật quý hiếm trên thế giới đến cư ngụ tại Việt Nam. Loài vật này có xuất xứ từ Nam Mỹ. Bộ lông của chúng dày và mịn như nhung vậy đó, nên rất quý giá, dùng làm quần áo để mặc cho ấm. Hiện tại, chúng đã bị tuyệt chủng do nạn săn bắt bừa bãi trái phép. Tiun gọi đây là thần thú, bởi vì nhờ vào bộ lông thần kỳ của mình, nó đã giúp cho tộc người Chincha sống trên ngọn núi Andes tồn tại qua hàng thế kỷ. Tên gọi là Chinchilla cũng được đặt theo tên của tộc người này. Các bạn hãy giúp Tiun bảo vệ loài vật này được không? Tiun muốn mang chúng về Việt Nam thiệt là nhiều. Các bạn thấy dễ thương không? Các bạn cũng có thể gọi nó là sóc Nam Mỹ,